Chào mừng các bạn đến với buổi học trực tuyến tối thứ tư của chúng ta ngày hôm nay. Như thường lệ thì tối thứ tư bây giờ thầy sẽ cùng các bạn lớp 12 ôn lại những cái kiến thức mà các bạn đã được học hoặc là các bạn chưa được học, những cái phần mà sẽ hay nằm trong đề kiểm tra cũng như là đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và hôm nay thầy sẽ đề cập đến các bạn một cái dạng bài tập rất quan trọng, đó là bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối. Tất nhiên hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến tiết thứ nhất thôi. Năm trước thì bài này thầy hướng dẫn các bạn thành 3 buổi. Buổi thứ nhất là những bài tập cơ bản giống kiểu lớp 9. Buổi thứ hai là bắt đầu đi vào, thực ra hôm nay buổi hôm nay gọi là buổi 1 của năm nay, nhưng buổi năm trước thầy gọi là buổi thứ hai đấy. Và buổi số 3 là buổi tuần tới chúng ta sẽ đề cập những bài toán ngược. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập bài toán thuận. Lưu ý là như vậy. Đó là những cái kiến thức mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến. Các bạn nhớ là cho thầy là tối thứ tư hàng tuần thầy sẽ cố gắng livestream cho các bạn rơi vào khoảng vào lúc là 8:30. Hôm nay thì hơi có một trục trặc một chút nên thời gian thầy đã bị đẩy lùi đi xuống một chút. Đó, bây giờ thì vẫn như mọi khi các bạn cùng nhau chuẩn bị cho thầy một tờ giấy, gọi bạn vào học cùng và share cái clip ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng 2 phút nữa. Nếu bạn nào có câu hỏi thầy cũng sẽ trả lời nhé. Đợt này là đợt gần thi học kỳ của các bạn rồi, thế nên các bạn mà có điều gì thắc mắc thì có thể hỏi ngay. Trọng tâm học kỳ thì thường sẽ là phần hữu cơ thôi, không có phần vô cơ nhiều đâu. Phần lý thuyết hôm nay khá là đơn giản. Bài toán thuận thì nhẹ nhàng hơn bài toán ngược khá là nhiều. Tuần trước thì đáng nhẽ là thầy dành cái buổi thứ 7 dành cho các bạn lớp 10, lớp 11, nhưng tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên thầy đã hoãn buổi đấy lại. Bù lại thầy sẽ gửi cho các bạn lớp 10, lớp 11 hai clip để liên quan đến việc ôn thi học kỳ, một cái đề thi minh họa để đi thử cho các bạn. Hóa 10 các bạn yên tâm, trọng tâm thi học kỳ của các bạn là liên quan đến cái phần cân bằng phương trình. Thầy sẽ cho các bạn cái mảng đấy để các bạn ôn tập. Lớp 10 được ra cái học kỳ 1 chưa liên quan nhiều với lớp 9, thế nên các bạn cố gắng giành được điểm cao trước. Còn sang phần lên học kỳ 2, các bạn sẽ phải ôn lại một chút về kiến thức về phương trình hóa học, vì chủ yếu chúng ta sẽ liên quan đến phần đó. Còn với lớp 11 thì rất là may, rất là hay ở cái chỗ là các bạn sắp được học phần hữu cơ. Và cái chương đại cương về hữu cơ một hôm thầy sẽ hướng dẫn các bạn dưới dạng là lý thuyết, thầy sẽ dạy các bạn cái chương đại cương hóa học hữu cơ, chỉ cần một buổi thôi là các bạn có thể nhớ được hết cái phần đại cương về học hữu cơ rất là dễ. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay về cái phần lý thuyết của các bạn lớp 12, bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối. Và hôm nay chúng ta đề cập đến tiết thứ nhất liên quan đến bài toán thuận. Vậy với bài toán thuận này các bạn cần nhớ điều gì? Tất nhiên là trong bài phản ứng kim loại tác dụng với muối thì các bạn thường nhớ là từ kim loại magie trở đi, trong dãy hoạt động hóa học kim loại mạnh hơn sẽ đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối, ví dụ như là Fe cộng với CuSO4 để tạo thành FeSO4 cộng Cu. Đây là một cái ví dụ mà bạn gặp từ lớp 9 đến lớp 12, lúc nào cũng gặp cái ví dụ này. Nhúng một đinh sắt vào dung dịch CuSO4, thấy một cái lớp kim loại màu đỏ sinh ra bám vào cái đinh sắt đó,
Với dạng bài tập này thì các bạn phải làm quen với một cái người ta gọi là delta M, dữ kiện liên quan đến delta M, tức là độ tăng giảm khối lượng. Đây là về việc nó. Nhưng bài toán này nó không dừng ở đó, nếu chỉ dừng ở đấy thôi, chỉ là bài toán lớp 9 mà thôi. Bài toán lớp 12 ra khác ở chỗ là bây giờ thầy không cho một kim loại nữa, mà để cho một cái hỗn hợp kim loại. Hôm nay mình sẽ có hai cái. Thứ nhất, đầu tiên là thầy sẽ cho một hỗn hợp kim loại. Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch muối. Dung dịch muối. Một hỗn hợp kim loại thì tác dụng với dung dịch muối thì cái phản ứng sẽ xảy ra như thế nào? Thầy có một cái ví dụ đơn giản như thế này. Bây giờ thầy có Fe này và Mg. Phản ứng với dung dịch Ag+O3 đi chẳng hạn, ví dụ vậy. Vậy thì theo các bạn, sắt phản ứng trước, magie phản ứng trước hay cả hai thằng xảy ra phản ứng cùng một lúc? Thì thầy hỏi câu này với 10 bạn thì đa phần 8 bạn cũng sẽ trả lời ý tưởng đúng. Đó là các bạn bảo magie phản ứng trước. Vậy thầy hỏi tại sao magie phản ứng trước? Lý do nào mà các bạn nghĩ rằng magie phản ứng trước ở đây? Bởi lẽ magie là một kim loại mạnh, kim loại mạnh hơn so với sắt. Vậy thì khi nó đã mạnh hơn rồi, vậy nó sẽ có quyền tham gia phản ứng trước. Vậy magie sẽ tác dụng với Ag+O3 để đẩy bạc ra khỏi dung dịch, đẩy bạc khỏi dung dịch và tạo thành muối Mg+O3 hai lần. Sau khi phản ứng xong rồi thì tiếp tục mới đến kim loại thứ hai phản ứng, đó là sắt. Nếu magie phản ứng xong hết rồi thì sắt mới có quyền phản ứng. Còn magie mà chưa phản ứng xong thì sắt không bao giờ được phản ứng, mà thậm chí người ta nói là sắt còn nguyên. Lưu ý chỗ đó. Đấy là cái thứ tự phản ứng của mình. Vậy cái thứ tự xảy ra trong trường hợp thứ nhất khi để cho một hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch muối đó là gì? Đó là kim loại mạnh hơn phản ứng trước. Mạnh hơn phản ứng trước. Phản ứng trước. Lưu ý chỗ đó. Và bài tập này người ta gọi là bài toán có thứ tự. Một trong những dạng bài mới của chương trình lớp 12 mà các lớp dưới không có đâu. Lớp dưới thường bạn cho vào thì tất cả cùng xảy ra phản ứng một lúc. Nhưng với dạng này thì khác. Từng thằng sẽ phản ứng một. Lưu ý chỗ đó. Và với cái dạng này các bạn lưu ý thầy một phương trình. Bây giờ thầy cho này. Ví dụ thầy cho Fe này, magie vẫn là hai thằng kia đúng không? Cộng Ag+O3, thầy viết lại đây cho dễ nhìn này. Thì mình vừa nói rồi, phản ứng thứ nhất xảy ra sẽ là Mg cộng với Ag+O3. Để thu được Mg+O3 hai lần cộng với Ag. Các bạn lớp 9 cũng đang học đến cái phần ở đây là phần kim loại á. Các bạn muốn học nâng cao hơn hoặc muốn thi chuyên ấy, thì có thể tham khảo cái dạng bài này. Đây là phần thứ nhất. Sau khi phản ứng xong, tiếp tục sắt phản ứng với Ag+O3. Thu được Fe+O3 hai lần cộng với cả 2Ag. Vậy theo các bạn, đến đây còn phản ứng gì xảy ra nữa không? Đến đây thì thường các bạn hay bị quên mất là còn một phản ứng nữa có thể xảy ra. Đó là sắt 2. Thầy luôn nói là sắt 2 và Ag+O3 là hai cái muối không thích nhau. Thế nên nếu Ag+O3 còn dư á, thì nó sẽ phản ứng một mất một còn với sắt 2 ngay. Một là sắt 2 dư, hai là Ag+O3 dư. Không bao giờ cả hai thằng tồn tại đồng thời được. Vì hai thằng sẽ phản ứng với nhau để thu được Fe+O3 ba lần cộng với Ag. Đây là phản ứng quan trọng nhất trong cái phần này. Lưu ý phản ứng này là làm nên cái bài toán kim loại lớp 12. Còn hai phản ứng trên thì các bạn lớp 9 cũng có thể viết được. Nhưng phản ứng này khó hơn một chút. Dành cho các bạn lớp 12 phải biết phản ứng này. Với bài toán mà cho hỗn hợp kim loại tác dụng với muối kiểu gì thì kiểu cũng sẽ gặp cái phương trình này. Sắt 2 tác dụng với Ag+O3 để đẩy lên Fe+O3 ba lần và cộng với cả Ag sinh ra. Đó là cái dạng thứ nhất, cái dạng mà cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch muối. Bây giờ thầy sẽ có hai cái ví dụ cho dạng thứ nhất. Hôm nay mình sẽ nói hai cái dạng nhỏ nhỏ trong bài toán thuận này. Được chưa? Đây là phần lý thuyết. Các bạn quan sát cho thầy câu hỏi. Thầy sẽ dành cho các bạn câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai. Tất nhiên thầy sẽ không cho có nhiều bài tập đâu. Thầy sẽ cho các bạn đơn giản để các bạn hiểu thôi. Các bạn quan sát đầu bài trên bảng cho thầy. Các bạn nhớ là có giấy, các bạn viết nhanh vào nhé. Chỉ cần viết một vài cái mà các bạn cần thôi, cho là cần thôi. Không phải viết tất cả. Đầu bài bài thứ nhất trên bảng. Để thầy xem các bạn. Thi chuyên không chơi được. Thi chuyên cũng không quá khó đâu. Bạn nào mà lớp 9, lớp 8, lớp 9 xác định thi chuyên phải học từ đầu. Chứ còn không đến bây giờ học có vẻ là chưa quá muộn đâu. Nhưng mà các bạn phải cố gắng hơn rất là nhiều. Năm sau thì sẽ cố gắng cho có những cái khóa dành cho những bạn lớp 8, lớp 9 học ôn thi chuyên, nhất là luyện đề. Còn năm nay thì cứ tập trung lớp 12, lớp 10, lớp 11 đã. Câu hỏi số 1 thầy cho như sau.
Hỗn hợp X thầy cho gồm 3 kim loại, 2,4 gam magie này, 1,12 gam sắt và 3,2 gam đồng. Cho X tác dụng với 800 ml dung dịch Ag Nova 1m, sau phản ứng thu được dung dịch A và m gam hỗn hợp rắn B. Xác định khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng, tức là cái m gam rắn B này. Vậy thì bài này thầy liệt kê lại, các bạn thử nhớ nhẩm cho thầy thứ tự phản ứng nhé. Thầy sẽ có 3 thằng ở đây. Đầu tiên là magie này. Thầy tính luôn số mol. Magie ở đây 2,4 gam, vậy thì số mol của chúng sẽ là 0,1. Thầy cho số mol rất dễ tính, dễ nhẩm. Sắt 11,2 gam, tức là 0,2 mol. Và đồng. Đồng thầy cho là 3,2 gam. Vậy số mol nó chỉ là 0,05 thôi. Vậy đây là bài toán thuận. Tại sao được gọi là bài toán thuận? Vì đầu bài sẽ cho hết tất cả số mol, cho hết, cho đủ luôn. Có bao nhiêu chất cho hết bấy nhiêu. Vậy thế nên bài toán thuận không khó. Vấn đề là các bạn phải hiểu ý tưởng là chúng ta sẽ thực hiện theo cái thứ tự phản ứng, giống như kiểu các bạn đi xếp hàng mua bất kỳ cái gì đó thôi. Chúng ta xếp hàng 1, không chen lấn, kiểu như vậy. Kim loại cũng thế. Cộng với AgNO3 ở đây. AgNO3 ở đây thầy có bao nhiêu mol? 800ml dung dịch AgNO3 1m. Vậy số mol AgNO3 là 0,8 mol. Một con số khá là lớn. Với bài toán này chúng ta cứ làm lần lượt thôi. Vậy ba kim loại này mà cho phản ứng với AgNO3, kim loại nào để ra phản ứng đầu tiên? Đó chính là magie vì nó là mạnh nhất. Vậy chúng ta viết phản ứng đầu tiên, thầy viết phần này nhé. Magie này, các bạn có thể viết bằng dưới dạng ion thu gọn cũng được, cộng 2Ag cộng, để đỡ phải viết cái gốc AgNO3, cái đuôi NO3 nữa. Để thu được Mg2 cộng, tức là MgNO3 hai lần đấy, và 2Ag. Chúng ta sẽ có một loạt các phản ứng hết dư. Magie ở đây chúng ta có 0,1. Còn muối bạc chúng ta có tận 0,8 cơ. Vậy nhìn vào đây là các bạn biết cái nào hết, cái nào dư rồi. Thầy sẽ khoanh những thằng hết lại cho các bạn nhớ. Magie hết ở đây. Vậy magie hết thì bạc ở đây cần 0,2 mol. Vậy nó sẽ dư 0,6. Đến lớp 12 rồi thầy vẫn thấy nhiều bạn sai cái kiểu là lấy 0,8 chứ 0,1, dư 0,7. Điều đấy là không thể. Tỷ lệ là 1,2 cơ mà. Và AgNO3 thu được ở đây tính theo, Ag thu được tính theo magie là 0,2 mol. Vậy sắp bắt đầu xuất hiện chất rắn đầu tiên rồi. Tiếp tục. Vì Ag cộng còn dư, thế nên sắt có quyền phản ứng. Magie cũng hết rồi. Bây giờ sắt là đẹp nhanh nhất. Phản ứng tiếp. Thu được Fe2 cộng, cộng 2Ag. Bây giờ Fe có 0,2 này. Nhưng Ag cộng bây giờ còn bao nhiêu thôi? Sau ở đường trên thì còn 0,6 thôi. Lại một lần nữa hết dư. 0,2 sắt, 0,6 Ag. Vậy thằng nào hết? Rõ ràng nó vẫn là sắt. AgNO3 vẫn còn. Vậy dư bao nhiêu nào? 0,2 x 2 là 0,4, vậy nó dư tận 0,2 cơ. 0,6 trừ đi 0,4 là dư 0,2. Ag thu được ở đây lại tính theo sắt, vậy thu được là 0,4 mol. Vậy là AgNO3 vẫn còn, vẫn còn cơ. Vậy thì tiếp tục xảy ra phản ứng số 3 là đồng. Cũng tiếp tục cộng với 2Ag cộng. Tạo thành đồng 2 cộng, cộng 2Ag. Đồng thì số mol khiêm tốn hơn, chỉ có 0,05 mol thôi. Bạc bây giờ chỉ còn cũng chỉ có 0,2 thôi, rất là ít. Nhưng với 0,2 này thì rõ ràng nó vẫn dư. Nhớ nhé, 0,05 mol đồng thì bạc chỉ cần có 0,1 thôi. Vậy nó vẫn còn dư 0,1 cơ. Vậy cái này thu được tính theo đồng là 0,1 mol. Vậy đến đây nhiều bạn bắt đầu cộng vào. À, vậy là thu được bạc này, 0,2 này, 0,4, 0,1. Vậy tổng bạc tôi thu được là 0,7 mol. Nhân 108 lên ra khối lượng và chọn đáp án. Sẽ có đáp án cho các bạn chọn, nhưng đáp án đấy rõ ràng không phải đáp án chính xác. Vì thầy luôn lừa. Thầy nói rồi, với dạng này, khi Ag cộng còn dư thì để ý đến cái phản ứng giữa Fe2 cộng và Ag cộng. Fe2 cộng thu được ở đây là 0,2 này. Ag cộng đây có 0,1. Vậy rõ ràng nó sẽ phản ứng với nhau. Để phản ứng xảy ra phản ứng thứ tư, phản ứng cuối cùng. Fe2 cộng cộng với cả Ag cộng để thu được Fe3 cộng và cộng với Ag. Vậy Ag cộng có 0,1, Fe2 cộng có 0,2. Vậy đến bây giờ thì rõ ràng là Ag cộng là hết chất cuối cùng rồi. Hết rồi, đến đây không còn nữa. Vậy Ag thu được ở đây là 0,1 mol. Vậy thì tổng cái lượng bạc thu được, hay còn nói là tổng khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng ở đây, sẽ là tổng 4 cái Ag này lại mà các bạn cộng được đúng bằng 0,8. Toàn bộ Ag đã bị đẩy ra hết khỏi dung dịch rồi. Vậy chúng ta lấy 0,8 x 108 lên là các bạn sẽ ra khối lượng của nó bằng 86,4 gam. Các bạn chọn đáp án ở đây cho thầy là đáp án A, 86,4 là đáp án câu hỏi thứ nhất. Một câu hỏi bài toán thuận, có thể nó dài nhưng nó không hề khó.
khi các bạn đã biết được cái thứ tự phản ứng và lưu ý. Phản ứng thứ tư là phản ứng các bạn rất hay quên, lưu ý chỗ đó. Đấy là câu hỏi thứ nhất thôi. Các bạn xem lại một lượt nữa, có câu hỏi nào cần hỏi không? Thầy trả lời cho các bạn. Sau đó thầy sẽ tiếp tục sang câu hỏi số 2. Thầy chỉ có 4 câu hỏi thôi nhé. Các bạn có thể làm thêm cho thầy ở những cái đề các bạn gặp. Ở đây thầy đang diễn giải cho các bạn hiểu ý tưởng nhé. Khi bạn hiểu ý tưởng thì các bạn có thể làm được bài toán ngược. Còn thường thì trong buổi của thầy rất ít khi nói đến những công thức tính nhanh. Bởi lẽ khi các bạn biết được công thức tính nhanh, các bạn chỉ làm được câu đó thôi. Và những cái câu khác bạn rất là khó làm được. Với hóa thầy khuyên các bạn nên nhớ để hai công thức tính nhanh. Công thức thứ nhất liên quan đến bài toán hấp thụ CO2 dung dịch kiềm. Và công thức thứ hai là liên quan đến bài toán Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm. Hai bài toán đó thôi nên nhớ công thức tính nhanh. Còn bài khác tất nhiên các bạn nhớ, có trí nhớ tốt các bạn có thể dùng. Còn những bạn nào mà chỉ nhớ, nghĩ là mình không thể nhớ được quá nhiều thì thôi, mình cứ làm thật ra. Vì làm thật không hề mất thời gian tí nào. Khi bạn làm nhanh cái thao tác lên, bạn hiểu ý tưởng, bạn có thể làm được rất nhiều bài, không chỉ dừng lại ở một bài đâu. Nên cố gắng hạn chế việc dùng công thức tính nhanh. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2. Được chưa? Câu hỏi số 2 như trên bàn. Các bạn quan sát thấy câu hỏi số 2. Thầy sẽ xóa bàn bên này đã. Câu hỏi số 2 có ý tưởng của nó có khác gì câu hỏi thứ nhất hay không? Chúng ta phải đặt bút, chúng ta tính, chúng ta mới thấy được. Câu hỏi số 2 đầu bài như trên bảng. Hỗn hợp X gồm có 1,2 gram magie, 11,2 gram sắt và 2,7 gram nhôm. Tác dụng với 700ml dung dịch Ag3+1m. Tính khối lượng chất rắn thu được. Nghe chừng thì nó không có gì khác đâu. Chúng ta thử tính xem. Ở đây thầy tính nhanh hơn nhá. Ở đây chúng ta có này, thầy liệt kê lại. Magie ở đây chúng ta có 1,2 gram tức là 0,5 mol. Thầy xin lỗi, 0,05 nhé, không phải 0,5 đâu, 0,05. Fe 11,2 là 0,2 mol. Và Al 2,7 là 0,1 mol. Được chưa? Cộng với dung dịch Ag cộng, ở đây Ag đố 3 thầy chỉ cho là 0,7 thôi. Vậy thứ tự phản ứng bài này xảy ra là gì? Magie phản ứng đầu tiên vì nó là mạnh nhất. Khi bảo bạn cần may áo giáp sắt, may áo giáp sắt. Vậy là magie sau đến nhôm mà tiếp 3 là đến sắt. Và liệu có sắt 2 hay không thì bạn buộc phải tính toán bằng số mol thôi. Ở đây bạn nào có thể giải bằng cái phương pháp bảo toán E cũng được. Thầy không yêu cầu các bạn bắt buộc phải giải theo một cách. Cộng 2Ag cộng. Thu được 2Ag. Và cộng với Mg2 cộng. Vậy ở đây là 0,05. Ở đây là 0,7. Vậy thì Ag cộng ở đây các bạn dư bao nhiêu? 0,7 trừ đi 0,05 nhân 2 là dư tận 0,6 mol cơ. Và Ag bạn thu được ở đây là 0,1. Rồi xong một thằng nhá. Tiếp theo này, đến nhôm phản ứng. Nhôm thì cộng tận 3Ag cộng cơ, vì nhôm hóa trị 3 để thu được Al3+ cộng 3Ag. Ở đây chúng ta có 0,1, Ag chúng ta còn 0,6. Vậy dư bao nhiêu? 0,1 nhân 3 lên, tức là Ag cộng chỉ cần có 0,3 thôi. Mà nó có 0,6 cơ mà. Vậy nó sẽ dư ở đây là 0,3 mol. Và Ag thu được ở đây thì có là 0,3 mol. Vậy là có hai chất rắn rồi. Đế phản ứng số 3 là của sắt. Sắt cộng với 2Ag cộng thôi. Để thu được Fe2 cộng. Cộng 2Ag. Đến đoạn này các bạn phải cẩn thận này. Liệu chúng ta trả lời xem Fe có hết hay không? Ag cộng có dư hay không? Lắp số mol. Fe thì có 0,2 mol. Nhưng Ag cộng giờ thầy chỉ còn nó 0,3 thôi. Đấy, ý tưởng nó khác bài trên. Nếu mà đến đây Ag cộng vẫn dư á, nó giống hệt bài trên mất rồi. Ở đây thầy lại cho ngược lại là cho sắt dư cơ. Sắt dư ở đây. Vậy sắt dư ở đây thì tức là Ag nấu 3 hết. Vậy ở đây Ag cộng thu được là 0,3 này. Không phải Ag cộng nhé, Ag nhé. Và sắt dư bao nhiêu nào? 0,3 nhân 1 chia 2, vậy sắt chỉ phản ứng đây có 0,15 thôi. Có 0,2, vậy dư 0,05 mol. Đó. Và đến đây nhiều bạn bảo vậy là 3 cái Ag này cộng lại là 0,7 nhân 108. 0,7 nhân 108. Các bạn ra kết quả là 75,6, bạn khoanh ngay đáp án A. Lại một lần nữa các bạn đã bị lừa. Ở đây không phải là chỉ có 3 cái Ag này đâu. Thầy lỗi cũng tính hẳn ra rồi, đó là còn cái sắt dư này. Đừng quên cái sắt dư này. Đây là một cái lỗi sai rất hay gặp trong cái bài toán này. Các bạn phải lấy tổng khối lượng bạc thu được là 75,6 cộng với khối lượng sắt
Khối lượng sắt ở đây sẽ là 0,05 nhân với 56 lên. Các bạn tổng khối lượng ở đây phải thu được là 78,4 gam. Gồm có cả sắt dư và cả Ag NO3 thu được. Thì xin lỗi, phải Ag NO3 mà Ag thu được. Đó là kết quả của bài toán số 2. Đáp án thể là đáp án C. Đấy là hai cái bài ở trong dạng thứ nhất cho hỗn hợp kim loại thông dụng với muối. Bây giờ chúng ta sẽ sang dạng thứ hai của nó, dạng hai nhỏ của nó, cũng là một dạng đơn giản. Đó là gì? Cho một kim loại nhưng giờ ta dùng một hỗn hợp muối. Vậy chúng ta sẽ xử lý như nào? Vẫn là bài toán thuận thôi. Nhưng trước khi sang phần đó khá là dễ rồi, nên thầy sẽ xem các bạn có đặt được câu hỏi gì không. Đúng rồi, bài này các bạn có thể đối chiếu bảo toàn E. Bảo toàn E thực ra nó chính là liên quan đến tỷ lệ của phản ứng thôi các bạn. Bảo toàn E chính là liên quan đến tỷ lệ phản ứng. Bạn đối chiếu số mol đấy cũng được. Nhớ nhé, đấy là cái cách. Nhưng vấn đề là những thầy đang cố gắng hướng dẫn cho các bạn nào mà kém hơn có thể học được. Vì đã kém hơn rồi thì các bạn thường sử dụng bảo toàn E rất là chưa thạo, rất là kém. Thế nên thầy nghĩ các bạn sẽ thạo cái này hơn. Còn đúng, thầy luôn nói là cách bảo toàn E luôn luôn là cái cách nhanh hơn với bài toán này. Chúng ta sẽ ướm thử số mol xem nó phản ứng đến đâu. Với số mol E nhận như này thì số mol E nhường tối đa là bao nhiêu, và từ đấy các bạn tính ngược lên. Đấy là một cách, thầy không nói đấy là cách sai nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang lý thuyết phần tiếp theo. Còn bài toán ngược thì tuần sau đề cập nhé. Bài toán ngược mới là cái khó. Bài toán ngược thầy sẽ đề cập đến các bạn cũng 4 bài. Nhưng tất nhiên bài toán ngược nó sẽ khó hơn khá là nhiều. Vậy để làm bài toán ngược thế nào? Hôm nay cứ làm bài toán thuận đã. Rồi, bây giờ chúng ta sang dạng hai nhỏ. Chúng ta nói với bài toán là cho kim loại tác dụng với một hỗn hợp muối. Vậy thì phản ứng xảy ra như thế nào? Ví dụ bây giờ thầy cho này, magie tác dụng với hỗn hợp, thầy vừa có CuCl2 và FeCl3. Vậy thì bài toán này xảy ra như thế nào? Bây giờ kim loại ở đây rồi, kim loại thì không có lựa chọn, rõ ràng là magie phản ứng. Nhưng vấn đề là muối nào phản ứng trước? Thì các bạn nhớ, những cái muối càng đứng ở cuối dãy á thì tính oxy hóa của nó sẽ mạnh hơn. Thế nên nó sẽ được phản ứng trước. Hay mình hay nói đó là kim loại mạnh hơn phản ứng trước này. Nhưng muối thì sẽ chọn muối của kim loại yếu hơn. Kim loại càng đứng cuối dãy thì muối nó càng được phản ứng trước. Vậy thì rõ ràng ở đây magie sẽ phản ứng với cả FeCl3 trước. Nhưng vấn đề là magie phản ứng với FeCl3 ra cái gì? Bạn viết phản ứng Mg cộng FeCl3. Rất hay, các bạn hay viết là thu được MgCl2 và các bạn sẽ thu được ở đây nữa là Fe. Các bạn đẩy ra hẳn Fe luôn. Nhưng nhớ đây là không, đẩy ra Fe luôn là sai. Đẩy ra Fe luôn là sai. Vì magie sẽ phản ứng theo từng nấc. Vậy nấc thứ nhất ở đây các bạn sẽ thu được là FeCl2 này cộng với MgCl2. Đó, đầu tiên phản ứng đẩy ra nhảy đã. Sau đó khi mà sinh ra sắt 2 rồi thì so sánh sắt 2 với đồng thì khi đó đồng lại đứng ở sau của sắt 2 cơ. Sắt 3 thì đứng sau rồi. Bây giờ đến đồng, bây giờ sẽ là magie phản ứng với muối đồng cộng với CuCl2. Bài toán này mà các bạn dùng bảo toán E đôi khi cũng dễ nhầm đấy nhé. Cộng Cu này. Và cuối cùng khi đó magie vẫn còn thì magie mới phản ứng với sắt 2. Đây là cái thứ tự phản ứng này. Đây là khi mà bài rơi bài toán này cẩn thận cái sắt 3 thôi, có sắt 3 thì cẩn thận thôi. Còn nếu không thì cũng chả vấn đề gì. Đó, đây là thứ tự phản ứng xảy ra đối với cái việc mà thầy cho magie tác dụng với hai thằng này. Tất nhiên là số mol thì tùy đầu bài, có thể magie nó đến đây nó hết rồi, nó chả đẩy tác dụng được cái kim loại đồng nữa. Thì cẩn thận chỗ đó. Đấy là cái dạng số 2. Các bạn quan sát cho thầy phần lý thuyết và thầy sẽ chiếu cái câu hỏi số 3 để cho các bạn. Các bạn quan sát thấy câu hỏi số 3 trên bảng nhé. Câu hỏi số 3. Cho 2,24 gam sắt vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm có Ag NO3 0,1M và Cu NO3 2 lần 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là bao nhiêu? Cũng là một bài toán thuận nữa. Vậy thầy cùng các bạn giải bài này. Chúng ta sẽ có 2 bài 3, bài 4 nữa thôi. Rồi, các bạn đọc đầu bài nhé, các bạn giải luôn với thầy. Tính số mol luôn. Ở đây sắt 2,24 gam chia 56, các bạn có số mol sắt ở đây là 0,04.
0,04 mol. Cộng với, ở đây chúng ta có hỗn hợp hai muối thì viết tắt Ag cộng và Cu2 cộng. Bài toán này không có sắt 3, vậy không có gì phải phàn nàn đây cả. Không phải, không có gì, nói chung là không có gì. 0,2 x 0,1 là 0,02. Bài này thì đưa ra chỉ nhằm mục đích các bạn nhớ cách làm là được, chứ còn nó không có gì đặc biệt cả. 0,2 x 0,5 là 0,1. Đó. Vậy cho 0,4 non sắt tác dụng với hỗn hợp hai mối này, vậy thứ tự phản ứng xảy ra là gì? Fe sẽ phản ứng với Ag cộng trước. Vậy thường cái phản ứng đầu tiên xảy ra rất hay hết, thế nên chúng ta chả phải phân vân cái đoạn sắt 2 với Ag cộng nữa đâu. Đấy là dành cho cái bài toán hỗn hợp kim loại thôi. Chúng ta có này 0,02 mol, 0,04 mol. Vậy thì rõ ràng ở đây sắt là thằng dư rồi, Ag cộng một thằng hết. Dư bao nhiêu nào? 0,02 x 2 chia 1, vẫn tức là sắt nó chỉ phản ứng có 0,01 thôi. Vậy nó dư tận 0,03 mol. Và Ag cộng thu được ở đây là Ag thu được là 0,02 mol. Vậy sau đó sẽ xảy ra phản ứng thứ hai là phản ứng giữa Fe với cả Cu2 cộng. Phải tạo thành Fe2 cộng cộng Cu, một lớp kim loại màu đỏ bám vào thanh sắt. Ở đây Cu thì có là 0,1, Fe thì còn lại là bao nhiêu? 0,03. Vậy thì rõ ràng Fe bây giờ là thằng hết, còn đồng dư rồi. Vậy thì đồng thu được ở đây là 0,03 thôi. Đồng, muối đồng dư thì kệ nó thôi, chả ảnh hưởng gì cả, vì nó không hỏi liên quan đến khối lượng muối, cũng không hỏi nồng độ các chất trong dung dịch, và chúng ta chỉ hỏi chất rắn thôi. Vậy chất rắn thu được ở đây thì có hai cái là Ag 0,02 mol và đồng là 0,03 mol. Vậy chúng ta tính ngay được cái khối lượng bằng 0,02 x 108 và cộng 0,03 x dưới 64. Các bạn sẽ ra là 4,08 gam. Đáp án C. Rất dễ dàng. Đấy là câu hỏi số 3. Các bạn chỉ cần nhớ được cái thứ tự xảy ra phản ứng là được. Hiểu nhá? Đây là cái cách mà cho những bạn mới học có thể làm được. Còn những các bạn kia còn lại thì chúng ta có thể sử dụng vào tuần E. Tùy các bạn thôi. Thế nào cũng được. Đấy là câu hỏi thứ 4. Các bạn sẽ tranh thủ quan sát câu hỏi thứ 4, câu hỏi cuối cùng của buổi hôm nay. Đồ án như trên bảng. Rồi, thầy thấy rất nhiều các bạn ra đáp án C rồi. Trong lúc thầy xóa bảng, các bạn nghĩ thử luôn đáp án của ngoài xem. Tính nhanh luôn xem nào. Cho 0,3 mol magie phản ứng với 100ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm có Fe nấu 3 3 lần, Cu nấu 3 2 lần. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là bao nhiêu gam? Thầy cho 4 đáp án như vậy. Rồi, thầy có nhiều bạn ra đáp án rồi đấy. Nhưng liệu đáp án đấy là đúng hay chưa? Bây giờ thầy cùng các bạn sẽ chữa. Ở đây thầy cho luôn số mol rồi. Magie ở đây là một kim loại khá là mạnh, đầy được rất là nhiều này. Cộng với hỗn hợp ở đây thầy cũng cho hai muối, nhưng mà bắt đầu động đến muối sắt 3 rồi. Cái mà thầy nói các bạn là cẩn thận. Không khó đâu nhưng mà cẩn thận ở đấy. Vậy Fe3 cộng có bao nhiêu mol? 100ml 2m. Vậy thì số mol nó là 0,2 mol. Tiếp tục muối đồng nữa, Cu2 cộng 0,1 mol. Nếu mà có cả Ag nữa thì nhớ lúc đó phản ứng với Ag trước, sau phản ứng với sắt 3, sau phản ứng với đồng và sau đó phản ứng với sắt 2. Lưu ý cái thứ tự xảy ra như vậy nếu có Ag. Còn nếu không có thì thôi, sẽ phản ứng ngay với cả sắt 3. Nhưng thầy luôn nhắc cẩn thận là phải đẩy cho từng lớp. Thu được Mg2 cộng cộng với Fe2 cộng. Cân bằng 2 vào đây. Vậy chúng ta có số mol magie là 0,3. Số mol của muối sắt 3 là 0,2. Và tất nhiên rồi, thường thì phản ứng thứ nhất, những cái thằng này luôn luôn là những thằng hết, còn kim loại thì sẽ dư. Dư bao nhiêu nào? Dư tận 0,2 cơ. 0,3 trừ đi 0,1. 0,2 x 1 chia 2 là 0,1. Vậy là dư 0,2. Và đến đây chưa có kim loại nào thu được cả. Sau khi phản ứng với sắt 3 không, không có kim loại nào thu được cả, chưa xuất hiện chất rắn. Vậy tiếp tục xảy ra phản ứng thứ hai là magie cộng với đồng 2 cộng. Để thu được magie 2 cộng cộng với đồng. Magie còn 0,2, đồng thì chỉ có 0,1 thôi, vậy đồng vẫn là thằng hết. Thu được muối đồng, đồng kim loại đồng ở đây là 0,1 này. Và magie khi đó dư là 0,1 mol. Đúng chưa? Vậy nếu magie còn dư thì xảy ra phản ứng số 3, thầy viết lên đây cho các bạn nhìn này. Khi đó sẽ là magie cộng với muối sắt 2.
để thu được Maze 2 cộng cộng với Fe. Sắt 2 đây bao nhiêu nào? 0,2 này, thu được sắt 2 đây là 0,2. Maze thì chỉ còn 0,1 thôi. Thì bây giờ đến bây giờ thì đúng là Maze sẽ hết. Với 0,1 mol Maze hết thì số mol sắt thu được ở đây cũng là 0,1 mol. Đó. Vậy chúng ta kết luận là chúng ta thu được hai chất rắn, 0,1 mol sắt và 0,1 mol đồng. Vậy kết quả thì thu được đây là 12 gam. Đáp án C. Tiếp tục vào đáp án C. Vậy bài toán này thực ra cũng không khó. Nhưng các bạn để ý một điều này, cái này sẽ vận dụng cho tiết sau nhé. Khi mà thầy thu được kim loại thứ hai là kim loại sắt rồi, thì khi đó cái muối đồng ở đây này đã phản ứng như thế nào? Có bao nhiêu đồng ở đây phản ứng hết bấy nhiêu? Lưu ý nha. Nếu thầy đã thu được kim loại sắt rồi thì kim loại đầu tiên sinh ra là kim loại đồng đã phản ứng hết. Đấy là cái đặc trưng của bài toán có thứ tự. Cái kim loại sau sinh ra thì tức là kim loại trước đã xảy ra hết rồi. Hết rồi. Và với bài toán này các bạn để ý thầy thu được hai kim loại. Nhưng nếu mà thu được một kim loại thì các bạn biện luận được điều gì? Thì đấy chính là những cái dữ kiện mà thầy sẽ đề cập ở buổi hôm sau. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn trả lời đến cái câu hỏi là sau phản ứng bây giờ thu được 3 kim loại. Vậy 3 kim loại đó là kim loại nào? Chọn thế nào bây giờ cho đỡ phải đau đầu. Sau phản ứng thầy thu được 2 muối. Vậy 2 muối đó là 2 muối gì? Thầy cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn. Từ cái việc mà thu được 2 muối này, thu được 3 kim loại đó, chúng ta sẽ biện luận được để chúng ta giải nên bài toán ngược. Bài toán ngược thầy hay nói giống như một cái câu chuyện, giống như chuyện Conan các bạn đi đọc ạ. Các bạn nhặt những cái dữ kiện của chúng ta để chúng ta biện luận xem bài toán nó rơi vào trường hợp nào. Kim loại nào đã phản ứng hết rồi và muối nào đã phản ứng hết. Đó chính là những cái câu hỏi mà các bạn phải đặt ra trong bài toán ngược. Lưu ý thầy, trong bài toán ngược chúng ta phải đặt ra những câu hỏi như vậy. Còn bài toán thật hôm nay 4 bài tập rất dễ. Mục đích các bạn chỉ cần nhớ một điều thôi. Mỗi một buổi livestream thì chỉ cần các bạn nhớ một điều thôi. Không cần nhớ quá nhiều. Vì các bạn đi học thêm, các bạn đi học trên lớp rồi, bạn học ở đâu đó rất là nhiều kiến thức rồi. Nhưng livestream thì các bạn nhớ một điều duy nhất. Đó là bài toán hôm nay là bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối, là bài toán người ta gọi là có thứ tự. Tức là cái phản ứng đơn nhất xảy ra xong hết rồi thì mới đến lượt phản ứng thứ hai. Còn thứ tự như thế nào thì kim loại mạnh hơn sẽ phản ứng trước, mà nó phản ứng với muối của kim loại yếu hơn. Đó chính là cái thứ tự ngày hôm nay, cái duy nhất các bạn cần nhớ. Còn những cái số liệu này chỉ là minh họa cho cái đề thôi. Các bạn có thể tự làm ở bất kể một cái đề nào đó, Google search là ra ngay. Vậy buổi hôm nay đến đây là kết thúc. Thứ tư tuần sau thầy sẽ nói cho các bạn lớp 12 về cái phần còn lại của bài toán này trong chương đại cương về kim loại. Đó chính là những bài toán ngược. Vậy cách làm những bài toán ngược đó như thế nào? Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tuần tới.